Ây da. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp siêu xịn. Đấy. Chiếc xe đạp này rất là thấp, rất là lùn và rất là phù hợp với những cái người mà nào mà chân ngắn ấy. Đấy. Phía sau này cũng rất là thấp này, em bé có thể ngồi lên đây. Và cái ghế này ấy, hạ thấp xuống hết cỡ rồi. Cái tay lái là cũng hạ thấp xuống hết cỡ rồi. Cho nên là rất là phù hợp với những người nào mà thấp ấy. Đấy. Hôm nay mình sẽ đi thử nha. Cái xe đạp điện này nó có đầy đủ chức năng như một chiếc xe máy. Đây chính là smart key của nó. Đấy. Bấm hai cái. Đấy là mở. Bấm một cái này là tắt. Bấm hai cái là mở. Và nó có chức năng chống trộm luôn. Khi mà có ai dắt xe ấy, là nó sẽ kêu lên và nó sẽ khóa bánh lại. Đấy. Ở phía bên này là có. Đó, có đèn. Rồi có xi nhan. Đó, có còi. Đó. Ở bên này là có số, tức là nó có 3 loại tốc độ. Số 1, số 2, số 3. Số 3 là chạy nhanh nhất. Chạy nhanh nhất thì theo nhà sản xuất nói là chạy được 50 cây một giờ. Nhưng mà mình test á, thì nó chỉ được 43 cây một giờ thôi. Đấy, ở trên này nó sẽ có báo tốc độ bao nhiêu cây một giờ này. Nó có báo mức pin này. Rồi đây nó báo cái này là pin còn lại này. Và nó chạy được bao nhiêu cây này. Từ lúc mở lên rồi chạy nó chạy được bao nhiêu cây nó sẽ báo ở đây. Đấy, ở đây nó có một cái giỏ, một cái chỗ mà để đồ rất là rộng luôn. Vì trước này nó có cái giỏ. Đó. Rất là thích. Đấy, có cái gương chiếu hậu đàng hoàng nha. Rồi. Let's go. Rồi. Ga thôi, để thôi, chạy thôi. Yeah. Woo. Ay. Woo. Ay. Quá tuyệt vời.